hôm nay phải nói là một ngày đặc biệt. Vào giờ này năm ngoái tại thành phố Vinh, Nghệ An, chúng ta cũng đã tổ chức một cái buổi gặp mặt để mà chào mừng kỷ niệm cái ngày thành lập công ty chúng ta 64 năm tại thành phố Vinh, Nghệ An. Và đến ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở đây để tổ chức cái lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập công ty. Trong không khí hân hoan và trang trọng của buổi lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập công ty, tháng 8 tháng 5 năm 1939, tháng 8 tháng 5 năm 2024, chúng tôi rất xúc động khi được nghe lời phát biểu của đồng chí Lê Văn Hải. Thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên, đoàn viên người lao động trong công ty, gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến đồng chí Đào Công Trung, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, đồng chí Lê Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và toàn thể các đồng chí lãnh đạo công ty đã quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ để người lao động công ty có một lễ kỷ niệm 65 năm thành lập công ty, một kỳ nghỉ du lịch ấm cúng và đoàn kết gắn bó như ngày hôm nay.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Let's make tonight.